vì sữa chua hòa quyện cùng nước uống. Good Mood, nước uống vì sữa chua thơm ngon bất ngờ. Good Mood, nước uống vì sữa chua. À, cơm, đến giờ ăn cơm rồi các bạn ơi. Sau khi tất cả các bạn biết được tuổi tác và nghề nghiệp của nhau rồi á, thì các bạn sẽ còn một vòng nữa, đó là các bạn nữ sẽ chọn lại bạn nam để ăn cơm cùng mình. Bạn nữ số 2 sẽ chọn ăn cơm với lại bạn trai số 5. Bạn nữ số 1 sẽ lựa chọn ăn cơm với bạn nam số 1. Chị vẫn nghĩ là cô số 1 sẽ chọn anh số 5. Có nghĩa cặp đó chị không thay đổi. Chị không thay đổi. Cái cô số 4. Cô bé số 4 chắc chắn sẽ chọn anh chàng số 3. Đúng rồi, em cũng giống chị. Thì chị nghĩ như thế. Em cũng giống chị và em tin chắc là bạn nữ số 2 sẽ bắt đầu nhảy qua ông số 5. Để coi có sự thay đổi không? Chắc chắn là anh số 5. Có một cái kịch tính gì xảy ra tại đây hay không? Bạn nữ số 1 sẽ lựa chọn ăn cơm với bạn nam số 1. Cô số 1 sẽ chọn anh số 5. Hãy xem. Số 5 và số 4. Hãy xem. Số 5. Số 4. Chính rồi, số 5. Số 5. Số 5. Số 5. Chính rồi, số 5. Số 4. Số 5. Trời ơi, bay ra liền luôn. Welcome to my house. Oh. Em đoán sai nữa rồi. Nhường ghế luôn. Em đoán sai nữa rồi. Tiếp theo bạn nữ số 2. Bây giờ mà nhảy vô anh nhà số 5 luôn mới mất cười nè. Chị bảo số 5 luôn hả? Số 5 luôn. Em đã bạn nữ. Mình hôm nay vẫn hy vọng là bạn số 2 sẽ lựa chọn ăn cơm với mình. Bạn nữ số 2 sẽ chọn ăn cơm với lại bạn trai số 5. Tin chắc là bạn nữ số 2 sẽ bắt đầu nhảy qua ông số 5. Tôi muốn bạn nữ số 2 chọn tôi ngày hôm nay. Bởi vì lúc mà hồi chiều giới thiệu thì bạn ấy vô tình đã đưa cho mình một cái nội dung rất là thú vị, đó là cái việc thấy sạch và mình muốn tìm hiểu hơn về bạn ấy. Và tối ngày hôm qua mình cũng đã nói rằng là nếu có thời gian thì muốn tìm hiểu nhiều hơn về bạn này thôi. Ôi ôi, thì thả trứng một quá. Cái là bắt kìa, quắt vô, quắt vô em ơi, vô đây kìa. Số 4 nè, bỏ số 4 rồi. Bạn này không vui. Bạn không vui, bạn tại không vì vui. Con chờ đợi người khác mà. Mà căng liền. Trời, bạn số 2, lướt qua luôn. Mình lướt qua đời nhau luôn. Bạn đánh một vòng. Đợi số 5 mình đã hiểu quá nhiều về bạn. Chuyện đó. Chuyện gì? Bả lạng dữ quá bạn đi. Trời, mặt hôm nay căng quá. Trời. Anh hả? Dạ. Ờ, thao dây ra. Trời, mặt hôm nay căng quá. Căng từ đầu tới cuối luôn. Ê. Trời ơi. Mình đổi hết luôn, mình sai. Vậy là hồi nãy là thông tin, đó là thông tin ngưỡng mộ thôi. Em ngưỡng mộ anh đọc sách nhiều, em thích thôi. Rồi. Ông số 4 này chắc em là ăn cơm mình nè. Số 2 á. Gõ gõ kìa, ăn cơm mình gõ gõ kìa. Vô đây với anh. Vô đây với anh. Tội nghiệp ông số 1 quá. Lướt qua số 1 luôn. Trời, bạn số 1 tội nghiệp. Tội nghiệp quá. Không ai tập riêng trơn rồi. Số 2. Good mood. Hey.
vậy? Thực sự không ai ạ. Không ai có rồi. Im lặng ồn ào. Nói chuyện về số 4 có suốt số 4. À số 4 chưa có ai. Ăn mình buồn lắm ấy. Số 4 vô ai nè? Số 4 mới quan trọng. À. Cô bé hoạt hình của tôi. Cô bé hoạt hình vô số 3. Bạn số 4 sẽ vô số 1. Em hy vọng là bạn số 4. Em với số 4 khá là hợp tính. Mia. Dạ em sốc. Em sốc dã man. Em sốc dã man luôn, bởi vì em tưởng là oh my god. Mia. Xin lỗi. À. Em xin lỗi anh này. Xin lỗi. Xin lỗi kìa. Quắc quắc kìa. Ủa, ăn chung với ba luôn. Vô số 3 của tôi rồi. Đã nói rồi mà. Vậy là bạn số 4 với bạn số 1 không ai ăn chung. Đó, vô đi em. Qua bên kia cũng được đấy. Không đổi được. Mày xin được tập tiền. Tức mồ. Xin lỗi. Lấy cái nệm bên kia qua bên này. Rồi số 4 với số 3 dính rồi. Nữ số 4 với nam số 3 dính rồi. Chắc chắn rồi. Dính chắc. Cưng quá mà. Xin lỗi. Hợp á, hợp. Xin lỗi, nên qua lại bên kia. Cái hồng hồng này là gì đó? Chà cá. Quay lâu đây nè. Mất công quay lại họp nữa. Quay lại nè. Trời ơi, tội nghiệp quá, ăn một mình rồi trời. Em ô đứt ruột quá. Quay nói chuyện nè, không kìa, giận rồi kìa. Quẩu ơi. Phải nấu cơm cho em ăn. Buồn kìa. Chết rồi, nói nhiều quá, rốt cuộc. Ủa mà em không có nghĩ là muốn ăn trưa với bạn nào khác để thử tìm hiểu hả? Nói chuyện hay gì đó. Biết 97 nói em gì không? Nói gì? Nhìn trẻ á, giọng nói rất có uy lực. Chứ sao, nói một cái là mấy chục người ngồi xuống. Cô giáo mà. Trời ơi trời. Bạn coi như là thật ra cũng rất là thích bạn này, em cũng rất thích bạn này, bạn nam tính, bởi vì bạn trầm tính mà bạn đàn ông lắm. Ừ, nam tính sáng dậy sớm tập gym luôn. Ừ, nam tính mà điềm đạm chim. Ha, hôm bữa em ngồi em có thấy hồi hộp ngồi ở cái ghế bên cà phê ấy. Em tát mồ hôi tay nghe lấy. Điềm đạm quá, đang ngồi điềm đạm uống nước. Ở ngoài hỏi em chọn ai hả? Chọn phòng nào hả? Cũng may có câu hỏi anh là hôm nay em sẽ muốn là ai chọn là em ngồi ăn cơm với em, thì anh nói là chắc em nghĩ mong muốn là số 2 sẽ chọn lại em. Cơm thay đổi đúng không? Gì? Tại sao bạn lại chọn mình? Tại vì muốn lại chọn em. Chị má. Chị đúng không? Sinh năm bao nhiêu? Bạn thôi, ở trong cái này chỉ là bạn. Ừ, ok. Tại vì bạn nói là bạn học ở Hàn Quốc 3 năm. Mình muốn bạn kể cho mình nghe về ở bên Hàn Quốc như thế nào để mình tìm. Không vậy nè, chị hỏi em đi. Nè nha. Cưng quá đi. Trời ơi, cưng quá đi. Rất là fair play nha. Coi như là không cho người ta cơ hội luôn. Đây đây, em biết nè, chị hỏi em đi, đừng hỏi anh. Ok. Tại vì mình thích Hàn Quốc. Quá nhiều chuyện ghé. Hôm qua anh chọn em, hôm nay em chọn lại không? Đừng.
này được kể không ta? Nói đi Vy, bây giờ chọn rồi. Lúc đó chị mới nghĩ là em đi ăn với anh số 4. Chị nghĩ là em sẽ đi ăn với anh số 4. Em tưởng anh sẽ ăn với nó vì nó nhiều quá. Lúc đó là đi. Cộng luôn. Giận cộng. Cộng luôn. Quậu nó nhiều quá cậu quậu rồi. Làm bạn số 3. Cảm ơn Vy. Đây là bạn muốn biết về mình thì bạn phải đến đây chứ không phải là vì mình chọn bạn ấy. Thất vọng rồi. Quá. Thất vọng là sao? Đức muốn có nhiều cái thay đổi hơn ở cái tập này để cho nó kịch tính nó đúng không? Nó kịch tính và thứ hai nữa là sẽ hiểu về nhau cái tính cách hơn. Thứ nhất bạn số 1 nè, thấy từ đầu tới cuối bạn rõ ràng bạn rất là ít nói. Nói cái mẫu bạn trai như thế này thì không có thu hút được các bạn nữ đâu. Thì em cũng muốn là một bạn nào đó thử vào nói chuyện để tìm hiểu, để khai thác bạn ấy nhiều hơn. Nhưng rốt cuộc bạn ấy cũng không có được khai thác. Hơi buồn, đúng hơi rồi, buồn. Mà cảm giác em cũng hơi bị chạnh lòng khi mà thấy bạn ngồi ăn thua lu ra mình cũng, à. Cũng là một cái tội. Cái tội mà tối ngày, cái nhớ cái lần đầu tiên, cái tập đầu tiên được chọn người ta. Thì là khi bạn ngồi ăn không nhìn người ta. Nhìn cái đầu không có, không thèm nhìn. Mà không chọn người ta đó. Không chọn người ta mà không nhìn à. Ăn đi. Thế bạn hơi thiếu tự tin. Bạn không có nhìn sâu vô mắt để tương tác. Chị Pepper lại đang nghi ngờ cái cặp số 1 và số 5. Tại vì cả hai người cùng chọn nhau. Nhưng cái câu hỏi của cái anh thạc sĩ của chúng ta, sao em không đi chọn ăn với người khác để tìm hiểu người khác nữa? Có thể là ảnh bắt đầu cảm thấy interesting vô cái cô số 2 nhiều hơn sách. Cô số 1. Good mood, good mood. Hey. Em đơn giản là em có người rồi đúng không? Nói chung là chẳng biết được thế nào. Anh biết ai luôn á. Cười gì không? Mọi cái nó phải có một sự bí mật. Bí mật. Dạ anh muốn tiếp xúc với tất cả mọi người. Số 2 thì không nằm trong cái khoảng mà anh nói chuyện. Như số 1 thôi. Ngày mai anh sẽ chọn số 1 anh nói chuyện. Ok. Nếu anh đi bây em có đi không? Số 1 đang nói là cảm giác muốn dắt một người nào đó đi ra ngoài nói chuyện riêng. Gì đấy, ngày thứ 2 rồi mình chỉ có 3 đêm thôi. Nên là hôm nay phải là cái ngày mà mình nhiều hoạt động nè. Cô lắc à? Sao cơ? Yeah, ok. Quay gì đó quay. Anh không có cơ hội. Bây giờ ngày mai chờ cho anh đã có thể, đúng không? Bây giờ ví dụ ngày mai, ôi giờ đi trước. À, bạn số 1 đang kiểu mà động viên. Ai à, bạn số 3 là động viên, bạn số 1. Bạn số 1 này, tại vì thấy bạn này quá nhút nhát cho nên tạo động lực. Ví dụ gì vậy, cái ông số 3 không đang chỉ cho cái ông số 1 đúng rồi. Cái đi kìa trời ơi. Đúng rồi. Thấy chưa? Người ta là dân chơi mà. Vâng. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp mà. Và em chị cũng thấy là khá là hai bên là cũng Sài Gòn đi đâu? Mà muốn thắt chặt các bạn. Nhưng mà hai người thắt đều với nhau. Ông này ông thiệt thà quá, ông nhút nhát quá à. Ông này ông chơi với tạ không à bà chị? Ông chơi tạ không à? Ông máy chạy. Chơi chị. Anh ơi, cái gì vậy? Hả? Anh kêu tụi em cái gì? Anh đâu có kêu. Ông không có. Sao vậy?
Sao vậy anh? Ý, à, mình có thể ra nói chuyện xíu rồi. Nói chuyện á? À. Em với anh á? À. Em hả? Ok, okay. Em một chút nha em ạ. Hơi khó chịu vì hành động của bạn số 1. Bởi vì bạn quá nhát, là cái mục đích của bạn là nó rất là rõ ràng, rất là dễ thương, nhưng mà mình người ngoài mình nhìn vô mình thấy rất là phản cảm. Và nếu như mà khi mà bạn xem lại cái clip này thì bạn sẽ có cái kinh nghiệm cho bản thân mình hơn. Ở đây chúng ta là những người chúng ta được xem, chúng ta thấy như vậy thôi. Nhưng còn tâm lý của các bạn tại chỗ đó đôi khi nó có những cái sự thay đổi, em nghĩ là sẽ bất ngờ. Nếu như bạn nữ số 1 có để ý bạn nam số 1 á, thì lúc mà bạn nam số 1 hẹn ra thì bạn ấy sẽ có những cái hành động khác. Còn này, ơ, em á, em anh thôi hả? Ờ, à, để xíu đem ra lấy áo khoác chạy vô. Nó rất là bình thường. Rất là bình thường. Không, nhưng mà biết đâu, em hiểu ý của Đức. Em hiểu ý của Đức, tức là biết đâu sau cái lớp cửa đó, ở phía ngoài, bạn nam số 1 đã làm cho bạn nữ có một cái chút thay đổi và một cái giống như là động lòng. Ừ. Giống như tiếng sét vậy đó. Cho nên có thể cái cặp số 1-1 này là có thể có khả năng cao đến với nhau lắm á. Bây giờ mình biết hai bạn đó có khả năng cao hay không, mình xem tiếp đoạn clip đi. Ừ. Tôi vô tham gia chương trình này thì anh chưa bao giờ nói chuyện với em kỹ, cũng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ cả, mặc dù là tính em nó trầm thiệt. Nhưng mà anh muốn tìm hiểu hết tất cả những bốn cô gái. Bởi vì chương trình nó không còn nhiều thời gian nữa. Đó là một phần là mình phải bắt buộc anh phải chủ động thôi. Sau cái chương trình này mà mình không nói chuyện với nhau thì chắc là mình sẽ không biết được là tính cách nhau như thế nào. Thì thường thường á, anh nói chuyện á, anh hay bị lép vế. Anh nghĩ là anh nên hẹn em riêng ra để nói chuyện thì hay hơn. Trong tất cả các người thì em có cảm thấy là em cần tìm hiểu anh không? Anh nghĩ là ngày mai anh hẹn em buổi sáng sớm rồi mình đi tập thể dục được không? Ok. Em chưa chắc là mai có người gọi em dậy nha. Anh sẽ là người gọi em dậy. Wow, wow, tôi thích cái câu đó. Buổi sáng chạy bộ, thích á. Nãy giờ anh nói chuyện với em thì em cũng nói qua nói lại, không có tới nỗi mà khi mà anh nói chuyện với một bạn số 3 á thì cảm giác như nó có một cái khoảng cách, nó kiểu như không hợp. Khi mà anh mời em ra nói chuyện với nhau á thì anh cảm thấy em rất là cười, rất là hòa đồng, và cảm giác như mình nói chuyện được nhiều với em. Anh ai cũng nói chuyện thì em nói lại thôi. À, mình là giáo viên đúng không? Đều là giáo viên cả. Em thích chơi là sao? Nói chung em có tập boxing với lại cũng có tập gym. Có tập mà. Có tập xem mà. Dễ thương quá, lãng mạn quá. Năm 2 đại học em mới quen bạn trai đầu tiên. Cũng kiểu kỹ tính. Thực ra không phải là kỹ tính gì, nhưng mà tìm được một người phù hợp với mình á, nói khó thì cũng không phải là khó, nhưng mà để chọn một người mà phù hợp á thì cũng không dễ.